Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng trên kWh. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng 1 kWh. Như vậy, so với mức khung cũ, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng 1 kWh. Việc điều chỉnh khung này chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tính toán điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.